Chào mừng các bạn đến với bản tin, Ukraine cảnh báo nguy cơ bị tên lửa siêu thanh tấn công. Ngoặc kép chấm, trên kênh ST News, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo nguy cơ bị các tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu thanh của Nga tấn công. Trang Defense Express dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga sẽ tăng cường các vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal từ không phận Belarus. Các máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal có thể cất cánh từ căn cứ không quân Machulasy tại Belarus và tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Đó là lý do chúng ta phải đề cao cảnh giác tại tất cả các khu vực tại Ukraine, thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết. Giới chức quân đội Ukraine cũng tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến trong không phận Belarus. Tuy nhiên, các máy bay này hiện chưa tiến hành xâm nhập không phận Ukraine do lo ngại về những hệ thống phòng không hiện đại mà phương Tây viện trợ cho Kiev. Vào đầu tháng 11, một báo cáo của giới chức tình báo quân sự Anh cho biết quân đội Nga đã điều động ít nhất 2 máy bay chiến đấu MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đến căn cứ không quân Machulasy, phía nam thủ đô Minsk của Belarus, cách biên giới với Ukraine chỉ 200 km. Thông tin này của phía Anh trùng khớp với những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus được đưa ra vào giữa tháng 10. Bộ Quốc phòng Belarus hôm 20 tháng 10 tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga, trong đó có tiêm kích MiG-31 cùng 3 tiêm kích Su-30SM, sẽ tham gia hoạt động tuần tra biên giới giữa Belarus và Ukraine. Kinzhal là một loại tên lửa siêu vượt âm của Nga. Truyền thông Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal có tầm bắn khoảng 2.000 km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, khoảng hơn 12.000 km/h, khiến việc đánh chặn gần như là không thể. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500 kg, hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100 đến 500 nót. Đây là một trong 6 vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang vào năm 2018. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, tên lửa Kinzhal được phát triển vào cuối những năm 2000. Thông tin về loại tên lửa mới bắt đầu rò rỉ trên mạng xã hội vào năm 2010. Bộ Quốc phòng Nga trước đó khẳng định tên lửa Kinzhal vô hình và được coi là bất khả chiến bại với bất cứ hệ thống phòng không, chống tên lửa nào của đối phương. Trong thời gian gần đây, Nga đã liên tục tiến hành các cuộc tập kích tên lửa vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Hôm 15 tháng 9, Moscow đã bắn gần 100 tên lửa hành trình với tổng giá trị có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ vào các cơ sở năng lượng, quân sự và dân sự của Kiev, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật những video mới nhất từ kênh tin tức ST.